Cuộc sống đường phố xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn trên tuyến đường Lê Quang Đạo thuộc địa phận phường Mỹ Đình 1, phường Phú Đô và phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đi từ cuối đường Lê Đức Thọ ngay trước cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình, ngang qua làng Phú Đô tới đường Đại lộ Thăng Long. Chiều dài của đoạn đường dài 2 km, rộng 60 m. Một số địa điểm nổi bật trên tuyến đường Lê Quang Đạo gồm có Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, trạm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S Mỹ Đình với cổng làng Phú Đô, đình làng Phú Đô và cung hữu nghị Việt Trung, Bộ Ngoại giao. Tuyến đường Lê Quang Đạo được gắn biển tên vào tháng 7 năm 2008. Đây là đất xã Mỹ Đình và Mỹ Trì thuộc huyện Từ Liêm cũ. Và bên cạnh đó, Hà Nội cũng sắp rót thêm 740 tỷ đồng làm tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài. Bên cạnh những trục đường giao thông huyết mạch đã được và đang xây dựng, tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài dự kiến sẽ khởi công từ năm 2022, đang giới đầu tư kỳ vọng đột phá với tiềm năng ở khu vực phía Tây thủ đô. Đặc biệt là khi tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài đang được xúc tiến triển khai, định hướng không chỉ là tuyến đường chính của khu vực mà còn là trục đường giao thông quan trọng của thủ đô. Tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài từ Đại lộ Thăng Long đến Vành đai 4, chiều dài gần 6 km, bề rộng là 40 m, gồm 6 làn xe, nối từ nút giao Đại lộ Thăng Long đi qua Mỹ Trì, Đại Mỗ, Dương Nội và giao cắt với đường 70 đoạn về hướng ngã tư Vạn Phúc. Đến nay dự án đã được hoàn thiện từ đường Lê Trọng Tấn, vành đai 3.5 qua những khu đất dịch vụ của Dương Nội. Dự kiến sau hoàn thành, tuyến đường kéo dài sẽ rút ngắn được thời gian di chuyển của người dân từ khu vực Hà Đông đến trung tâm Mỹ Đình, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực theo quy hoạch được duyệt, giúp giảm tải tuyến đường Tố Hữu, Nguyễn Trãi và khu vực Cầu Đôi, kết nối nhanh chóng tới khu vực phía Tây với trung tâm thành phố Hà Nội. Mình cũng có đôi lời xin chia sẻ về tuyến đường Lê Quang Đạo và Lê Quang Đạo kéo dài. Thì mời các bạn cùng mình đi tham quan một đoạn ngắn trên tuyến đường này.